Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đi tới thắng lợi trọn vẹn, Bắc Nam sum họp một nhà, Giang Sơn thu về một mối. Để có chiến thắng này, cùng với cả nước, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn tự hào vì đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với những người lính năm xưa đã xung trận với ý chí quyết chiến và quyết thắng để giành độc lập cho nước nhà. 48 năm đã trôi qua, nhưng câu chuyện về thời kỳ tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử của cựu chiến binh Lê Quốc Quang ở phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình vẫn sục sôi như mới ngày nào. Nhớ lại trận đánh lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, cựu chiến binh Lê Quốc Quang vẫn cảm thấy bồi hồi, bởi chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 là đòn đánh quyết định cuối cùng đánh đổ chế độ ngụy quyền Sài Gòn. Là người được trực tiếp tham gia trận đánh, trải qua bao khó khăn gian khổ, rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Đã 48 năm qua, kỷ vật duy nhất còn sót lại là tấm dù vẫn được ông trân trọng lưu giữ. Với những người lính năm xưa, kỷ vật ấy là nơi giữ lửa, giữ niềm tin yêu vào cuộc sống bằng những ký ức đẹp, rạng ngời ý chí cách mạng, tinh thần chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tinh thần thì được quán triệt rồi là phải thực hiện tốt cái công tác dân vận, không đụng đến cái kim sợi chỉ của dân và đồng thời chiến đấu vì dân. Thế rồi là như vậy, từ những cái chiến trường khác báo về, qua cái thông tin liên lạc của chúng ta trên radio, trên đài phát thanh thì cũng tạo điều kiện cho các cái lực lượng tấn công vào Sài Gòn có cái tinh thần ấy là quyết tâm cao hơn và phấn khởi hơn, đồng thời là dũng mãnh hơn. Trong kháng chiến với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, Đảng bộ Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã huy động sức người sức của chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Lớp lớp thế hệ thanh niên tỉnh Hòa Bình đã tình nguyện ra trận đánh giặc lập công ở khắp các chiến trường. Trong cuộc chiến chống lại sự leo thang bắn phá miền Bắc của không quân Mỹ, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 683 trận, bắn rơi 49 máy bay và lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa, không có gì quý hơn độc lập tự do, tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đã tiếp thêm sức mạnh, khí thế quyết tâm cho những người lính xung trận với ý chí quyết chiến và quyết thắng. Chúng tôi là những thế hệ đi sau, luôn luôn phấn đấu, rèn luyện và cố gắng phát huy các truyền thống của các ông, các bác, các anh đi trước, xứng danh là bộ đội Cụ Hồ. Với bản thân là đang là trên cương vị là những người đi sau thì luôn luôn cố gắng động viên các ông, các bác là hiện nay là đang là cựu chiến binh của phường, luôn luôn cố gắng để phát triển kinh tế xã hội và động viên các đồng chí khi mà chưa đang là hội viên cựu chiến binh cùng nhau phấn đấu xóa đói giảm nghèo. Đã 48 năm qua, những người lính năm ấy nay tuổi đều đã ngoài 70, tóc đã bạc, người còn lành lặn, người để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, nhưng vẫn luôn trân quý tình cảm đồng đội, đồng hành giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống. Và năm nào cũng vậy, vào những ngày tháng 4 lịch sử, những người lính năm ấy lại gặp nhau để trò chuyện về những kỷ niệm và chiến công oanh liệt của dân tộc. Trên cơ sở kết quả, thành quả của chiến thắng 30 tháng 4, để tiếp tục nghiên cứu phát triển lên một tầm cao mới nghệ thuật quân sự Việt Nam, đảm bảo cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, để góp phần vào xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và tiến tới là xây dựng quân đội hiện đại, xây dựng lực lượng vũ trang của địa phương ngày càng vững mạnh. Chiến tranh đã đi qua, đất nước đang từng ngày thay đổi, nhưng tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 vẫn có ý nghĩa lớn lao cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay.
Những ký ức về chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm xưa mãi là những dấu ấn không thể nào quên. Đó không chỉ là ký ức, là niềm tự hào, mà đó còn là bản hùng ca mãi ngân lên trong mỗi nhịp điệu phát triển của đất nước hôm nay.